Rồi, thế thì sau khi học xong cái bài đặc điểm da cơ xương của trẻ em, chúng ta sẽ phải nắm được, đạt được những mục tiêu gì? Thứ nhất là các em phải mô tả được đặc điểm cấu tạo của hệ da cơ xương ở trẻ em. Song song với đặc điểm về mặt cấu tạo thì các em sẽ phải nắm được đặc điểm về sinh lý, chức năng của hệ da cơ xương ở trẻ em. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Thứ nhất là đặc điểm cấu tạo và sinh lý của da cũng như tổ chức dưới da. Thế thì da ở trẻ em có cái đặc điểm gì đặc biệt khác với người lớn? Thì người ta thấy là da ở trẻ em thì mình biết là bao giờ cũng quảng cáo là mềm như da em bé đúng không? Thì da của trẻ em có đặc điểm là rất là mềm, nó nhiều mạch máu, nhưng sợi cơ và sợi đàn hồi thì lại phát triển yếu. Và có một đặc điểm nữa mình phải lưu tâm lưu ý, đấy là tuyến mồ hôi. Mặc dù nó đã phát triển, nó đã có hình thành trong 3-4 tháng đầu đã có rồi, nhưng nó chưa hoạt động bởi vì là cái trung tâm điều hòa nhiệt, trung tâm thần kinh nó chưa hoàn chỉnh. Thế nữa, đối với da trẻ em rất là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị viêm nhiễm, mưng mủ, rôm sảy vân vân, bởi vì là cái hệ miễn dịch tại chỗ, miễn dịch tại bề mặt da thì nó yếu hơn so với người lớn, nên là da của trẻ em rất là dễ bị tổn thương, dễ loét, dễ mưng mủ. Và cái nhiễm trùng da là một trong những cái đường vào rất là hay gặp đối với trẻ em bị nhiễm khuẩn huyết. Bởi vì như người lớn chẳng hạn, chúng ta bị chảy da trong vẩy một tí thì hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta khu trú được tổn thương tại chỗ, thì vi khuẩn các tác nhân gây bệnh nó không xâm nhập được vào sâu hơn, không qua được cái hàng rào da cũng như tổ chức dưới da để xâm nhập vào máu đúng không? Nhưng đối với trẻ em thì cái miễn dịch tại chỗ tại da nó kém hơn, yếu hơn so với người lớn, nên là những cái nhiễm trùng tại da như là những cái nhọt tụ cầu chẳng hạn hoàn toàn có thể xâm nhập được vào máu và gây ra một cái nhiễm trùng huyết do tụ cầu, nhiễm trùng huyết do liên cầu. Nên một đứa trẻ mà có những cái nhiễm trùng, có những cái tổn thương ở da, chúng ta sẽ phải rất là lưu tâm, rất là phải chú ý ở trong cái vấn đề kiểm soát cái nhiễm trùng đấy. Nếu không thì nó sẽ rất dễ tiến triển nặng lên, gây ra cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết nhá. Rất nhiều trường hợp mình sẽ gặp đứa trẻ vào viện với mình trong cái bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết, thậm chí sốc nhiễm khuẩn rất là nặng, phát hiện thấy tràn dịch, viêm phổi, màng phổi, rồi là viêm xương, nhiễm khuẩn, viêm xương, viêm khớp, cấy da tụ cầu. Sau khi mình truy ngược lại cái tiền sử thì hầu hết những đứa trẻ đấy mình sẽ thấy là trước đây nó có một cái nhọt, có thể rất là nhỏ thôi, nhưng mình không để ý để điều trị triệt để những cái nhọt đấy khiến cho cái tụ cầu nó xâm nhập được vào trong cơ thể và nó gây ra những cái ổ di bệnh khắp nơi như thế nhá. Nên là đấy là cái mà mình phải lưu ý ở cái đặc điểm da của một đứa trẻ. Rồi gì nữa, đối với một đứa trẻ sơ sinh khi để da, mình thấy da của em bé rất là mỏng đúng không, mịn mỏng vì nó có nhiều nước, nhiều mạch máu, và khi ngay khi chào đời mình thấy là có một cái lớp gì bẩn bẩn ở xung quanh đứa trẻ đấy, thì đấy chính là cái chất gây. Chất gây nó là gì? Nó là mỡ và các cái lớp thượng bì ở da bong ra tạo thành cái chất gây. Thông thường bây giờ một đứa trẻ sau khi sinh người ta sẽ không tắm ngay đâu, mà thường sau khoảng 24 giờ người ta mới tắm, loại bỏ hết cái chất gây đấy. Bởi vì người ta thấy là chất gây nó không phải là chỉ là cái chất bẩn, mà chất gây nó có cái tác dụng đối với đứa trẻ mới sinh, đấy là gì? Chất gây nó là một cái lớp bảo vệ da khỏi bị chấn thương, nhất là trong quá trình đứa trẻ mới, trong quá trình đứa trẻ chào đời bằng cách mổ lấy ra khỏi tử cung, hay là đi qua đường âm đạo, hay là khi mới ra đời và bắt đầu có những cái tác động đầu tiên đến đứa trẻ đúng không, bế ẵm đủ thứ đúng không, thì chất gây nó là một cái chất có tác dụng bảo vệ da khỏi bị chấn thương. Thứ hai nữa là lớp chất gây đấy nó có mỡ, nó có tác dụng giữ nhiệt rất là tốt. Thứ ba nữa là nó có tính chất miễn dịch, và thứ tư nữa là sản phẩm dinh dưỡng cho da. Nhưng thường sau 24 giờ sau sinh thì đứa trẻ thường tắm sạch nhá. Còn ngoài ra đối với những đứa trẻ sơ sinh thì người ta thấy là có những hiện tượng sinh lý của da, đấy là gì? Đấy là hiện tượng đỏ da sinh lý. Đỏ da sinh lý thì thường xuất hiện hay gặp ở trẻ đẻ non và thường xuất hiện trong 1 đến 2 ngày đầu sau khi đẻ. Rồi sau đấy, sau 1-2 ngày đầu có hiện tượng đỏ da sinh lý đấy thì đến ngày thứ 3, thứ 5 sau đẻ
lại chuyển sang một cái hiện tượng sinh lý khác của da, đấy là hiện tượng vàng da sinh lý. Vàng da sinh lý thì mình đã học rất là kỹ ở cái phần sơ sinh rồi thì cũng không nói nhiều hơn nữa. Mình lưu ý là với những vàng da sinh lý thì nó sẽ xuất hiện thường vào ngày thứ 3 đến 5 sau đẻ và thường kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày mà thôi. Và đã sinh lý đỏ da hay vàng da sinh lý hay sụt cân sinh lý thì mình phải nhớ một điều là không bao giờ kèm theo các hiện tượng bệnh lý. Vàng da sinh lý mà đứa trẻ lại ăn kém, lại bỏ ăn, lại sốt thì đấy không bao giờ là vàng da sinh lý nữa cả. Kể cả thời điểm xuất hiện có ngày thứ 3 hay ngày thứ 5 sau đẻ. Các nó rất phù hợp với cái thời điểm xuất hiện vàng da sinh lý, mức độ có thể nhiều, có thể ít. Mình không cần biết, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với những cái hiện tượng bệnh lý thì đấy không bao giờ là sinh lý nữa cả nhá. Thì bắt buộc mình sẽ phải đi tìm nguyên nhân. Rồi đối với các đặc điểm của các tổ chức ở dưới da thì mình quan tâm đến cái gì? Lớp mỡ dưới da đã bắt đầu hình thành từ khi thai được 7 đến 8 tháng rồi và nó sẽ tiếp tục phát triển khi mà đứa trẻ chào đời. Trong 6 tháng đầu thì nó sẽ phát triển mạnh nhất ở mặt. Mình thấy những đứa trẻ đấy có cục mỡ bi sắc rất là rõ đúng không? Những đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ nhỏ. Và bởi vì cái lớp mỡ dưới da bắt đầu hình thành có từ khi thai được khoảng 7 đến 8 tháng nên với những đứa trẻ đẻ non, đẻ càng non thì cái lớp mỡ dưới da khi mà sinh ra thì nó càng ít. Và khi lớp mỡ dưới da sinh ra càng ít thì nó sẽ làm giảm cái khả năng giữ nhiệt của cơ thể. Nên những đứa trẻ đẻ càng non, lớp mỡ dưới da càng ít thì cái nguy cơ hạ thân nhiệt của những đứa trẻ đấy càng cao. Bề dày lớp mỡ dưới da thì sẽ thay đổi theo lứa tuổi và cũng sẽ thay đổi theo từng giới tính và từng cá thể nhá. Mình cái này đối với bề dày lớp mỡ dưới da thì mình quan tâm một chút đến cái bề dày lớp mỡ dưới da ở bụng đúng không? Chúng ta có thể ước lượng, chúng ta đánh giá ở mông, ở chi, ở má sẽ giúp chúng ta là một trong những dấu hiệu để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ đúng chưa? Rồi, một đặc tính nữa về cái lớp mỡ dưới da ở trẻ đấy là gì? Nó có nhiều axit béo no và ít axit béo không no. Nhiều không no và ít không no thì nó khác cái gì? Nhiều axit béo no và ít axit béo không no thì nó sẽ làm cho nó sẽ làm cái độ nhiệt độ nóng chảy của cái mỡ dưới da ở trẻ em khác so với người lớn. Vì trẻ em có nhiều axit béo no, ít axit béo không no nên cái nhiệt độ nóng chảy của lớp mỡ dưới da ở trẻ em sẽ cao hơn so với người lớn. Giống như là mỡ động vật ý, có nhiều axit béo no nên là nó ở trong thời tiết lạnh là nó sẽ dễ dễ bị đóng đông lại đúng không? Trong khi dầu ăn thì mình thấy là không bị đông lại bởi vì nó có nhiều axit béo không no cơ. Thì tương tự như thế, cái lớp mỡ dưới da ở trẻ em có cái độ nóng chảy cao hơn so với người lớn. Thế nên ở trong cái thời tiết lạnh, đứa trẻ dễ bị phù cứng đi hơn là vì như thế. Rồi về đặc điểm của lông và tóc thì đối với trẻ đẻ non người ta thấy là có nhiều lông tơ hơn và những đứa trẻ có dinh dưỡng kém thì lông tơ cũng sẽ mọc nhiều hơn. Sau khi đứa trẻ lớn dần lên thì cái lông tơ nó cũng sẽ rụng dần đi, nha, nó cũng sẽ mất dần đi. Về tóc thì tóc của những đứa trẻ sơ sinh thì thường rất là mềm mại và tùy vào từng cá thể, tùy vào từng đứa trẻ một mà tóc có thể rậm, có thể thưa, màu sắc nó cũng có thể khác nhau. Cái rậm cái thưa ở những đứa trẻ mới đẻ sơ sinh nó cũng không phản ánh được cái điều gì cả đâu nhé. Rồi về cái đặc điểm sinh lý của da, lúc trước là mình học về đặc điểm cấu tạo của da rồi, bây giờ là về đặc điểm sinh lý của da thì da sẽ có những cái chức năng gì? Chức năng bảo vệ cơ thể mình biết rồi đúng không? Tuy nhiên cái khả năng bảo vệ cơ thể của da trẻ em nó sẽ kém hơn nên là mình sẽ phải chú ý đến cái nguy cơ tổn thương da cao hơn, cái khả năng dễ bị nhiễm trùng da cao hơn và khi nhiễm trùng thì thường dễ nặng hơn so với những đứa trẻ lớn cũng như người lớn. Rồi chức năng bài tiết thì người ta quan tâm đến chức năng bài tiết mồ hôi thì như lúc nãy cô đã nói rồi, tuyến mồ hôi thì đã có ở trong 3-4 tháng đầu thì đã có rồi nhưng mà để hoạt động
Được, bình thường thì nó sẽ phải có sau 3 đến 4 tháng, khi mà cái hệ thần kinh, khi mà cái trung tâm điều hòa thân nhiệt của đứa trẻ nó phát triển một cách hoàn thiện, đúng không? Chức năng điều nhiệt của cơ thể đối với những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ nhỏ thì nó sẽ kém hơn so với bình thường, thứ nhất là liên quan đến tuyến mồ hôi, đúng không? Thứ hai là nó sẽ liên quan đến cái khả năng, đến cái lớp mỡ dưới da, đến sự chữ đến cái khả năng của cái lớp mỡ dưới da, đặc biệt với những đứa trẻ đẻ non, khi mà cái lớp mỡ dưới da nó ít, nó mỏng thì cái khả năng điều hòa thân nhiệt sẽ bị kém hơn. Nhưng nhìn chung cái khả năng điều nhiệt của cơ thể của một đứa trẻ nó cũng sẽ kém hơn, và mình thấy là cái cấu tạo của da ở trẻ em mình thấy là có nhiều nước và nhiều mạch máu hơn, đúng không? Nên nó sẽ dễ mất nhiệt hơn, dễ thải nhiệt ra hơn so với người trưởng thành. Ngoài ra, da còn có chức năng chuyển hóa vật chất. Chuyển hóa vật chất ở đây là chuyển hóa cái gì? Chính là chuyển hóa vitamin D, đúng không? Chúng ta đã học rất kỹ ở cái bài các bệnh thiếu vitamin rồi. Nên là cái chức năng chuyển hóa vật chất của da đối với vitamin D là vô cùng quan trọng, đúng không? Những đứa trẻ mà không được tắm nắng ở kín ở trong nhà thường là có nguy cơ bị còi xương, thiếu vitamin D cao hơn những đứa trẻ được tắm nắng, đúng không? Nhưng tắm nắng như thế nào cho hiệu quả, tắm nắng như thế nào là đúng thì mình sẽ phải xem nhá. Rồi, một cái đặc tính nữa, đặc điểm nữa của da mà chúng ta sẽ phải lưu ý, đấy là gì? Đấy là bề mặt da của trẻ em so với trọng lượng cơ thể cao hơn nhiều so với người lớn, nên trẻ em dễ mất nước qua da nhiều hơn so với người lớn. Đến lúc sau mình sẽ học tiếp về cái đặc điểm của hệ cơ, mình sẽ thấy là vì sao một đứa trẻ càng nhỏ thì cái nguy cơ mất nước của đứa trẻ lại càng nặng, càng cao hơn so với một đứa trẻ lớn hoặc là người lớn. Bởi vì một, mình nhớ là một cái nguyên nhân đầu tiên chính là cái bề mặt da của trẻ em so với cái trọng lượng cơ thể cao hơn so với người lớn. Rồi tiếp theo mình sẽ học đến cái đặc điểm của hệ cơ. Hệ cơ về đặc điểm cấu tạo thì có cái gì mình đáng lưu tâm lưu ý? Hệ cơ ở trẻ em thì nó phát triển vẫn còn yếu, bởi vì bề dày của cái sợi cơ nó chỉ nhỏ bằng 1/5 so với người lớn mà thôi. Và các cái tế bào cơ thì vẫn có nhiều nhân, các tổ chức khe thì nhiều. Về thành phần hóa học, đây, thành phần hóa học, mình thấy là hệ cơ ở trẻ em thì có nhiều nước, ít đạm, ít mỡ. Các cái chất của cơ thì sẽ thay đổi dần theo lứa tuổi. Dần dần nó sẽ giống như người lớn, nhưng với trẻ càng nhỏ thì cái cơ có cái nước, thành phần nước càng nhiều. Nên đây là cái nguyên nhân thứ hai vì sao một đứa trẻ trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ lại dễ bị mất nước và mất nước nặng hơn so với trẻ lớn. Và một cái nữa cô muốn lưu ý, đấy là vì cái hệ cơ ở trẻ em vẫn phát triển yếu hơn so với người lớn, và cái hệ cơ nó ít nên là nó ảnh hưởng đến một số các cách xét nghiệm đặc thù. Ví dụ như khi các em làm cái xét nghiệm đối với trong bệnh lý hội chứng thận hư, đúng không? Hội chứng thận hư thì ngoài cái việc chẩn đoán xác định bằng việc định lượng protein niệu 24 giờ thì các em còn có thể xét nghiệm cái chỉ số protein trên creatinine niệu, đúng không? Nếu trên 200 là các em có thể chẩn đoán được bệnh nhân hội chứng thận hư. Tuy nhiên với những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ dưới 2 tháng tuổi, thì cái mốc 200 của cái chỉ số creatinine, của cái chỉ số protein trên creatinine niệu, mình lại phải cảnh giác. Bởi vì nếu mình xem xét lại kỹ, mình sẽ thấy là cái nồng độ cái creatinine trong nước tiểu của bệnh nhân rất là thấp. Bởi vì cái hệ cơ của những đứa trẻ càng bé thì nó càng ít, mà ít thì nó sẽ liên quan đến cái creatinine trong máu như trong nước tiểu. Thì đấy, cái đấy mình sẽ biết thêm, mình làm sao mình diễn giải được những cái xét nghiệm của mình nó hợp lý, đúng không? Rồi gì nữa về đặc điểm phát triển của các cơ, của hệ cơ trong cơ thể, như ta thấy là các cơ phát triển không đều, có những cái cơ phát triển trước, có những cái cơ phát triển sau.
tùy từng lứa tuổi mà cơ nào phát triển mạnh hơn cơ nào. Ví dụ với những đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi thì mình thấy là những cái cơ lớn sẽ phát triển trước, những cơ bé như là cơ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân nó sẽ phát triển sau. Nhưng với những đứa trẻ nhỏ như thế này, vì những cơ bé ở tay, ở chân nó chưa phát triển được hoàn thiện, nên là những đứa trẻ nhỏ mình thấy khi các bé cầm nắm nó cũng sẽ không được, mình nhìn nó sẽ gượng gạo hơn rất nhiều so với những đứa trẻ lớn hơn, đúng không? Càng lớn mình sẽ thấy hành động cầm nắm của những đứa trẻ nó càng thuần thục hơn. Đầu tiên nó chỉ biết nắm cả bàn tay, sau nó biết dùng ngón cái ngón trỏ để cầm, rồi nó biết chuyển đồ từ tay trái sang tay phải sang tay trái. Là vì ban đầu những cái cơ lớn nó sẽ phát triển trước, các cơ bé sẽ phải có thời gian dần dần để phát triển sau. Đến 6-7 tuổi, khi hệ cơ nó phát triển dần dần lên rồi thì đứa trẻ mới làm được những cái công việc tỉ mỉ hơn. Bắt đầu 6 tuổi, các cái cơ ở lòng bàn tay nó phát triển hoàn thiện dần, thì lúc đấy đứa trẻ sẽ học học viết, đúng nó sẽ, tại sao mà 6 tuổi mới học viết là vì như thế, nó còn phụ thuộc vào những đặc điểm phát triển bình thường của hệ cơ của đứa trẻ chứ, đúng không? Rồi đến tuổi dậy thì các khối cơ lớn như cơ tay, cơ lưng, cơ hông, cơ chân sẽ phát triển mạnh mẽ. Về cơ lực, đặc điểm sinh lý của hệ cơ thì về cơ lực thì mình cũng thấy là nó cũng có một số những cái đặc điểm mà mình sẽ phải lưu ý. Đấy là gì? Rõ ràng cơ lực của trẻ em kém hơn nhiều so với người lớn. Cái cơ lực lực cơ của trẻ em nó sẽ tăng dần, lớn dần theo sau theo lứa tuổi. Một đứa trẻ 5 cân sẽ mang vác được một cái vật nặng khoảng 2 cân mốt. Lớn dần lên thì sẽ mang vác được những cái vật nặng nhiều hơn, chứ không phải mình thấy em bé xíu mà mình lại bắt các cháu cầm sách hộ mình cái túi nặng trịch như thế là rất là không khoa học nhé. Rồi cơ lực của tay phải thì cũng thường mạnh hơn tay trái, con trai cũng sẽ thường mạnh hơn con gái. Một cái mà mình sẽ rất hay gặp trên thực hành lâm sàng đấy là cái tình trạng tăng trương lực cơ sinh lý ở những đứa trẻ sơ sinh, đúng không? Những đứa trẻ mới đẻ các em sẽ thấy là tay chân đều ở tư thế gấp. Sau đấy khoảng tầm 2 tháng đổ ra thì tay sẽ hết cái tình trạng tăng trương lực sinh lý đấy, chỉ còn chân thôi. Sau đấy nữa khoảng tầm 3-4 tháng thì trẻ sẽ hết cả cái hiện tượng tăng trương lực cơ sinh lý ở cả chân cả tay, đúng không? Lấy gấp duỗi linh hoạt rồi, không phải lúc nào tay chân cũng ở tư thế gấp nữa. Mình phải biết những cái mốc như thế để mình xem là vậy thì đứa trẻ đấy của mình là cái hiện tượng tăng trương lực cơ là bình thường hay là do bệnh lý, đúng không? Tiếp theo là về cái đặc điểm phát triển, đặc điểm cấu tạo của hệ xương trẻ em. Về đặc điểm cấu tạo hệ xương của trẻ em thì mình thấy là đối với thai nhi thì xương hầu hết vẫn chỉ là tổ chức sụn mà thôi. Sau đấy thì sẽ có, sau khi đứa trẻ ở trong thời kỳ bào thai cũng như sau khi đứa trẻ được sinh ra thì sẽ có quá trình tạo xương dần dần, và cuối cùng cái quá trình tổ chức sụn hóa thành xương sẽ kết thúc ở lứa tuổi từ 20 đến 25 tuổi. 20-25 tuổi cũng sẽ chính là cái lứa tuổi mà cái khả năng phát triển chiều cao của chúng ta sẽ kết thúc nhá. Thì mình nhớ cái mốc là như thế. Cũng phải là đến lúc 30 tuổi rồi mình vẫn bảo là mình bây giờ mình uống sữa thật nhiều cho răng chiều cao, đấy là nó không hợp lý nữa đâu, bởi vì còn tổ chức sụn để mà phát triển nữa đâu nhá. Về hình thể trẻ em, về hình thể của trẻ sơ sinh có đặc điểm như thế nào? Mình nhớ lại một chút ở cái bài học trước về cái phát tăng trưởng thể chất ở cái phần mà tỷ lệ giữa các phần cơ thể. Mình thấy là rõ ràng một đứa trẻ sơ sinh đẻ ra có cái đầu rất là to, đúng không? Cái thân cũng rất là dài, nhưng tay chân thì ngắn ngủn, đúng chưa? Sau đấy thì đầu mới nhỏ lại dần, rồi tay chân dài dần ra, đúng không? Để như chúng ta bây giờ là đầu sẽ bé thôi, còn tay chân sẽ phải lớn hơn, sẽ phải dài hơn rất nhiều, đúng không? Sẽ không không sẽ rất là bất thường. Rồi khi mới sinh ra thì xương sống, cột sống của đứa trẻ hầu như là một đường thẳng thôi, nó suốt ngày tư thế nằm thôi mà. Rồi sau khi các cái mốc phát triển về vận động của đứa trẻ
sẽ tương ứng với đấy, xương sống của đứa trẻ cũng bắt đầu hình thành cái đường cong. Ví dụ khi đứa trẻ bắt đầu nâng được cổ, đúng không? Khi đứa trẻ bắt đầu nâng được cổ thì bắt đầu có một cái đường cong sinh lý ở bắt đầu tạo ra một cái đường cong ở ở cổ. Sau đấy đến 6 tháng, đứa trẻ bắt đầu ngồi được thì lại bắt đầu hình thành một cái đường cong, một cái mốc cong ở ở lưng, đúng không? Rồi sau đấy nữa, khi đứa trẻ biết đứng, biết đi thì sẽ tạo ra được các cái đường cong hình chữ S, đúng không? Như chúng ta khi trưởng thành. Rồi một đặc điểm nữa là lồng ngực của đứa trẻ sơ sinh thì nó tròn, mềm và dễ biến dạng. Lồng ngực tròn bởi vì sao? Mình thấy là chiều dài đường kính trước sau của đứa trẻ là gần như là bằng nhau. Vì xương sườn của đứa trẻ, mình học ở bài đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ hô hấp rồi, là nó ở tư thế nằm ngang. Rồi dần dần cái lồng ngực của đứa trẻ, cái xương sườn nó mới ở vị trí chếch dần, đúng chưa? Vậy thì một cái lồng ngực như thế thì nó có ảnh hưởng gì hay không? Nó sẽ giúp mình lý giải cho cái việc đứa trẻ của chúng ta khi mà siêu hấp có hiện tượng rút lõm lồng ngực, đúng không? Bởi vì sao một đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh khi sinh ra, nhất là nó sẽ thở chủ yếu bằng cơ hoành, các cái cơ liên sườn nó chưa phát triển được hoàn thiện, đúng không? Xương sườn thì cũng mềm, nên là khi mà siêu hấp để tăng được cái thể tích hô hấp lên thì cái cơ hoành sẽ phải đẩy xuống dưới. Khi đẩy xuống dưới như thế, cơ hoành đẩy xuống dưới thì cái điểm bám giữa cơ hoành với xương sườn với lồng ngực của đứa trẻ sẽ bị kéo xuống, tạo ra cái hiện tượng rút lõm lồng ngực là vì như thế, đúng không? Khi trẻ lớn hơn, thường trên 2 tuổi, cái hiện tượng rút lõm lồng ngực chúng ta sẽ thấy ít hơn rất là nhiều. Và với người lớn, khi mà cái xương lồng ngực, cái lồng ngực phát triển nhiều hơn, không chỉ thở bằng cơ hoành nữa mà còn thở bằng các cơ liên sườn, các cơ hô hấp phụ nữa, rồi các cái khối cơ liên sườn phát triển hơn, xương sườn thì cố định rồi, lồng ngực thì chắc chắn rồi, thì khi suy hấp chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng rút lõm các khoang liên sườn ở người lớn lại hay gặp hơn so với trẻ nhỏ là vì như thế. Về thành phần hóa học của hệ xương thì có cái gì đặc biệt? Thành phần hóa học của hệ xương thì cũng giống như là cơ, giống như là da. Mình thấy là nhiều nước và ít muối khoáng hơn người lớn, nhiều nước và ít muối nên là nó đỡ giòn, mềm, đàn hồi hơn nên nó sẽ ít gãy hơn so với, khó gãy hơn so với người lớn nhá. Thành phần nước ở trong xương của trẻ càng nhỏ thì càng nhiều, muối khoáng càng ít, dần dần thì cái thành phần muối ở trong hệ xương nó sẽ tăng dần lên. Và mình lưu ý là trẻ em là cơ thể đang lớn và phát triển, nó phát triển tăng trưởng rất là nhanh. Vì thế song song với sự tăng trưởng về chiều dài chiều cao nhanh như thế, chính là vì cái hệ xương phát triển rất là nhanh. Xương phát triển nhanh thì không chỉ cái quá trình tạo cốt bào tiến triển nhanh, muốn có tạo cốt bào thì sẽ phải có hiện tượng hủy cốt bào. Nên mình nhớ là hiện tượng hủy cốt bào và tạo cốt bào xảy ra song song, tiến triển rất là nhanh đối với hệ xương của trẻ em. Rồi một cái đặc điểm nữa về mô học mình phải lưu ý, đấy là cái màng ngoài xương ở trẻ em nó rất là dày và phát triển mạnh, nên ở trẻ em khi gãy xương thì sẽ có hiện tượng là gãy cành tươi, đúng không? Giống như cái cành cành cây của chúng ta khi mà còn tươi thì khi gãy nó vẫn còn cái màng ngoài nó bao bọc lại, chính là cái màng ngoài xương ấy. Còn nếu mà cái màng ngoài xương mỏng như ở người lớn thì xong là xương lại còn nhiều muối khoáng nữa thì rắc một cái thì xương đứt đôi, đúng không? Rồi các cái điểm cốt hóa thì cũng phải lưu tâm lưu ý, nó sẽ giúp mình ứng dụng trong cái việc chẩn đoán tuổi xương thông qua chụp X-quang, đúng không? Cái điểm cốt hóa thì sẽ xuất hiện lần lượt theo từng lứa tuổi. Chính vì thế khi mình chụp X-quang, mình sẽ đánh giá được cái tuổi của bệnh nhân thông qua cái sự xuất hiện của các điểm cốt hóa, gọi là X-quang tuổi xương. Sau khi có X-quang tuổi xương rồi thì mình sẽ so sánh tuổi xương so với tuổi thật xem có sự tương ứng hay không. Nếu không có sự tương ứng thì mình sẽ phải tìm xem nguyên nhân bệnh lý nào dẫn tới cái tình trạng mà X-quang tuổi xương không liên quan, không phù hợp, không tương ứng với cái tuổi thật của đứa trẻ nhá. Về đặc điểm riêng của các xương thì với xương sọ thì mình thấy là
Với trẻ càng nhỏ thì cái phần đầu chứa sọ thì sẽ lớn hơn so với cái phần mặt. Dần dần thì ba cái phần của xương sọ nó sẽ có sự tương ứng với nhau đúng không? Phần giữa, phần trên và phần dưới nó sẽ có sự cân bằng nhau khi mà mình trưởng thành, hiểu chưa? Còn với những đứa trẻ mới đẻ ra thì mình thấy là rõ ràng là cái phần đầu chứa sọ ấy nó dài hơn rất nhiều so với phần mặt. Và xương sọ thì có một cái mà mình phải lưu ý là có hai thóp, thóp trước và thóp sau. Vì sự tồn tại của hai thóp này nên mình thấy là não bộ tiếp tục phát triển và các xương cũng vẫn tiếp tục có sự hoàn thiện ở ở trẻ trẻ em đúng không? Sẽ khác so với người lớn. Người lớn thì xương sọ không phát triển được nữa. Nên khi mà có bất kỳ nguyên nhân nhân gì gây ra tình trạng tăng áp lực nội sọ thì các cái triệu chứng sẽ rất là rõ ràng. Còn với trẻ em, những trẻ em mà còn thóp, thóp trước và thóp sau, khi mà có hiện tượng tăng áp lực nội sọ thì mình thấy là các triệu chứng có thể sẽ không điển hình, không rõ ràng như người lớn, bởi vì là có cái sự thích nghi đúng không? Các thóp sẽ giãn rộng ra, các xương sọ cũng như thế để làm giảm cái tình trạng tăng áp lực nội sọ. Nên với trẻ em sẽ khác người lớn là chúng ta sẽ phải khám thóp, thêm cái khám thóp khi mà chúng ta đánh giá cái hội chứng tăng áp lực nội sọ là vì như thế. Mình phải biết là thóp trước và thóp sau của một đứa trẻ bình thường sẽ đóng khi nào là đóng sớm, thế nào là đóng muộn, thế nào là đóng chậm, đúng không? Với thóp sau thì sẽ đóng trong vòng 3 tháng đầu tiên. Với thóp trước thì thường là 12 tháng sẽ đóng và có thể thì lên tới 18 tháng đúng không? Thì mới đóng thóp trước. Thóp trước chậm đóng chậm liền thì thường gặp trong những trường hợp ví dụ như còi xương thiếu vitamin D đúng không? Nhất là mình khám lại thấy bờ thóp mềm, lại thấy các cái biếu đỉnh, biếu trán, biếu chẩm của bệnh nhân. Giờ lại thấy các dấu hiệu ping pong, dấu hiệu bóng bàn đúng không? Thì rõ ràng là sẽ giúp chúng ta góp phần chẩn đoán bệnh lý khi mà chúng ta khám thóp là vì như thế. Rồi gì nữa, trong trường hợp mà thóp đóng sớm, nó sẽ biểu hiện cái tình trạng khi mà thóp đã đóng rồi thì kích thước chu vi vòng đầu sẽ không tăng được nữa. Và nếu đứa trẻ đấy mà mới ra đời mà thóp đã đóng rồi, xương sọ không phát triển được nữa, tức là đồng nghĩa với việc não bộ không phát triển được nữa, thì những đứa trẻ đấy rõ ràng là liệu nó có mắc những bệnh lý về não không phát triển như là não bé hay không, đúng không? Và khi khám thóp thì chúng ta sẽ phải xem lại giúp cô là đo như thế nào, kích thước ra sao và khám ở tư thế như thế nào. Bởi vì khám ở tư thế như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào nó cũng sẽ làm cho chúng ta có những cái sai số. Ví dụ, một đứa trẻ ở tư thế nằm khám thóp sẽ khác với một đứa trẻ ở tư thế đứng thẳng, bế thẳng. Một đứa trẻ đang quấy khóc khám thóp nó sẽ khác một đứa trẻ đang ở trạng thái yên tĩnh. Nhá, cái này mình cũng sẽ phải biết, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả thăm khám của chúng ta. Rồi, xương lồng ngực thì lúc nãy cô cũng đã nói rồi. Xương lồng ngực của một đứa trẻ nhỏ thì có hình tròn, bởi vì đường kính trước sau bằng tương đương với đường kính ngang. Còn càng lớn thì lồng ngực sẽ càng dẹt lại. Đường kính trước sau sẽ nhỏ hơn đường kính ngang, đúng không? Với xương tứ chi thì sẽ sơ sinh đẻ ra sẽ có cái hiện tượng cong sinh lý, và cái hiện tượng cong sinh lý này có thể kéo dài 1-2 tháng đầu tiên và dần dần sẽ hết khi mà đứa trẻ bắt đầu tập đứng, tập đi. Một đứa trẻ 7 tuổi thì các xương ở cổ tay sẽ hình thành đầy đủ và đứa trẻ sẽ sử dụng cổ tay cũng như bàn tay, sẽ lúc đấy làm được cái động tác tỉ mỉ thuần thục. Nên với những đứa trẻ nhỏ hơn, cái cổ tay chưa phát triển đầy đủ nên chúng ta cũng sẽ phải biết, chúng ta sẽ phải hạn chế những cái động tác gì, những cái mang vác nào mà nặng nề ảnh hưởng đến cái cổ tay của các bé là mình sẽ phải tránh, đúng không? Với xương cột sống thì lúc nãy cô cũng đã nói rồi. Với một đứa trẻ sơ sinh đẻ ra thì cái trục xương sống gần như là thẳng đứng, đúng không? Sau đấy, vì đứa trẻ bắt đầu học dần các cái kỹ năng liên quan đến cái cột sống mà dần dần tạo ra các cái đường cong ở cột sống. Nhá, 2 tháng, 1-2 tháng bắt đầu trục sống lưng quay về phía trước vì đứa trẻ bắt đầu học nâng cổ, đúng không? 6-7 tháng trục sống lưng quay về phía sau vì đứa trẻ bắt đầu tập ngồi được. Rồi 1 tuổi đứa trẻ bắt đầu biết đứng, đúng không? Bắt đầu tập đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trục sống lưng của đứa trẻ là vì như thế.
xương chậu của đứa trẻ cũng không có vấn đề gì, cái này mình có thể tự đọc được cho cô. Rồi cuối cùng về đặc điểm của cái phát triển mọc răng của đứa trẻ. Cái việc mọc răng của một đứa trẻ mình sẽ phải lưu tâm lưu ý. Thông thường một đứa trẻ sẽ bắt đầu mọc răng khi mà được 6 tháng tuổi. Răng nào sẽ mọc đầu tiên? Thường hai cái răng cửa hàm dưới sẽ mọc đầu tiên, sau đấy đến hai cái răng cửa hàm trên sẽ mọc tiếp theo đấy. Và dần dần đến 2 tuổi thì sẽ hết cái thời kỳ mọc răng sữa. Răng sữa của đứa trẻ sẽ gồm 20 cái răng. Sau thời kỳ mọc răng sữa thì đến khoảng tầm 5 đến 7 tuổi, đứa trẻ sẽ mọc dần các cái răng hàm mà chưa mọc ở thời kỳ răng sữa, và các cái răng sữa đã mọc ở cái lứa tuổi được không đến 2 tuổi sẽ dần dần được thay thế dần bằng cái răng vĩnh viễn. Mình phải biết cái thứ tự mọc răng, thời gian mọc răng, thời điểm mọc răng để làm cái gì, để tránh cái hiện tượng là răng sữa chưa rụng mà răng mới, răng vĩnh viễn đã mọc lên, sẽ khiến cho cái răng vĩnh viễn của đứa trẻ bị mọc lệch, đúng không? Mà không không cân đối lúc đấy, và lúc đấy thì cái việc điều trị cho đứa trẻ sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với cái việc mình kiểm soát. À, đến tuổi này mình để ý là tại sao mà nghĩ ra phải rụng rồi mà lại chưa rụng, mình xem nguyên nhân là cái gì, mình có can thiệp được vào hay không để mà cái răng vĩnh viễn nó có thể có thời điểm mọc lên thích hợp, có không gian mọc lên thích hợp, đúng không? Và mình có một cái công thức giúp chúng ta ước lượng tính được cái số răng của đứa trẻ. Đấy là gì? Số răng sẽ bằng số tháng tuổi trừ trừ đi 4. Ví dụ một đứa trẻ 6 tháng là cái điểm bắt đầu mọc răng, đúng không? 6 trừ 2, 4 tức là được 2, tương ứng với hai cái răng cửa hàm dưới đấy. Tiếp theo 8 tháng, 8 trừ 4 chúng ta sẽ có 4 răng. Đấy là bốn răng nào? Hai răng dưới đã mọc từ thời điểm 6 tháng và hai răng cửa hàm trên bắt đầu mọc ở thời điểm 8 tháng nhá. Cái này các em cũng sẽ phải ghi nhớ, nó sẽ giúp các em ở trong thực hành lâm sàng cũng như là khi thi, cái này rất dễ bị hỏi. Được chưa? Thực ra nó không hề khó. Hai cái bài cuối ngày hôm nay của chúng ta thì không có cái gì phức tạp cả. Sẽ giúp chúng ta ghi nhớ lại một lần nữa những cái đặc điểm phát triển về sinh lý và giải phẫu bình thường của một đứa trẻ mà thôi. Nhưng cũng các em sẽ phải nhớ những cái mốc đấy, vì khi mình nắm được những cái bình thường thì mới giúp được các em khi bất thường nhá. Đúng không? Rồi thế thì bài ngày hôm nay thì cô cũng muốn trình bày với các em như thế thôi. Mình có gì cần hỏi về cái bài trước cũng như cái bài hai cái bài sau này không nhỉ? Nếu có gì cần hỏi thì các em lại đưa lên khung chat cho cô nhé. Bạn hỏi cô là phân biệt cái đỏ da sinh lý với cái tình trạng đa hồng cầu của đứa trẻ. Ra một đứa trẻ khi mới đẻ ra thì nó cũng có cái tình trạng đa hồng cầu thoáng qua, nhưng nếu là đa hồng cầu bệnh lý thì nó sẽ kéo dài. Da của những trẻ đa hồng cầu sẽ đỏ hơi tím một chút và nó sẽ kéo dài, chứ không chỉ kéo dài 1 2 ngày như cái trường hợp đỏ da sinh lý đâu. Đỏ da sinh lý nó chỉ 1 2 ngày thôi và nó sẽ chẳng không đã là sinh lý thì nó không kèm theo một cái hiện tượng bệnh lý gì khác cả. Đứa trẻ ăn ngủ bình thường ngày hôm trước ngày hôm sau, cái tình trạng đỏ da sinh lý là nó sẽ hết rồi nhá. Trong cơ và trong tại sao trong cơ có nhiều nước, trẻ dễ mất nước khi tiêu chảy? Cái dễ mất nước này thì vì trong cái thể tích, tức là không phải là nó mất, mình tưởng tượng là khi mà có một cái nguyên nhân nào đó gây ra cái tình trạng mất nước của đứa trẻ, vì cái khối lượng nước ở những cái so với cái trọng lượng cơ thể với một đứa trẻ nó cao hơn so với người lớn, nên khi mà có cái, một là mất nước qua da nó sẽ dễ dàng hơn, hai là cái khối lượng nước chung ở trong cơ thể nó nhiều hơn, nên khi mà tiêu chảy thì mình sẽ thấy được rõ ràng cái sự sụt giảm cân nặng của đứa trẻ. Phân loại suy dinh dưỡng vừa hay nặng là dựa vào cân nặng theo tuổi. Thế thì từ cái bài mà suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng em học rồi, phân loại suy dinh dưỡng, mức độ suy dinh dưỡng vừa hay nặng
chúng ta dựa vào cái ngưỡng Z-score hay là cái SD. Còn cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi hay cân nặng theo chiều cao, cả ba cái đấy đều giúp chúng ta phân loại suy dinh dưỡng, nhưng ý nghĩa của nó sẽ khác nhau. Ví dụ cái cân nặng theo chiều cao giúp chúng ta phân loại suy dinh dưỡng thể gầy còm, phản ánh cái tình trạng suy dưỡng cấp tính xảy ra. Vì mình biết là khi mà thiếu năng lượng thì cái đầu tiên sẽ bị sụt giảm sẽ là cân nặng chứ không phải chiều cao, đúng không? Với một cái chiều cao của đứa trẻ như thế sẽ có một cái cân nặng phù hợp, sẽ giống như khi mà với những đứa trẻ lớn ấy, mình tính cái BMI cũng như người lớn ấy, mình tính cái BMI chỉ số khối cơ thể ấy, thì cái cân nặng thì cái cân nặng theo chiều cao cũng giúp chúng ta phản ánh cái tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính mới xảy ra. Bởi vì như cô nói rồi, cái đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là cái cân nặng. Sau khi thiếu dinh dưỡng một thời gian dài rồi thì cái chiều cao nó mới bị ảnh hưởng sau đấy. Nên khi mà để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của một đứa trẻ một cách toàn diện thì em sẽ phải đánh giá cả ba cái chỉ số: cân nặng theo tuổi, cân nặng theo chiều cao và chiều cao theo tuổi, vì ý nghĩa của nó là khác nhau. Còn ví dụ chiều cao đơn thuần một cái bệnh nhân của mình, chiều cao theo tuổi của bệnh nhân thấp hơn dưới trừ 2 SD là mình có thể chẩn đoán bệnh nhân suy dinh dưỡng vừa, đúng không? Mà thể là thể thấp còi sẽ cho chúng ta biết là bệnh nhân này có một cái tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính đấy. Nhưng nếu như bây giờ kèm theo các chỉ số khác, ví dụ cân nặng theo chiều cao của bệnh nhân bình thường từ trừ 2 đến cộng 2 SD thì mình hiểu là đến hiện tại thì bệnh nhân đã bắt kịp cái tăng trưởng được rồi, về cái mặt cân nặng của bệnh nhân đã được hồi phục rồi, tình trạng suy dưỡng của bệnh nhân hiện tại cấp tính là không có, nhưng mình biết là bệnh nhân này trước đấy đã có một cái tình trạng suy dưỡng gây ra cái thấp còi, là cái chiều cao theo tuổi thấp rồi nhá. Còn để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của một đứa trẻ thì ngoài các chỉ số nhân chắc, sau đấy mình sử dụng biểu đồ tăng trưởng để phân loại suy dưỡng vừa hay nặng, thì chúng ta còn có các cái khác, ví dụ như vòng cánh tay, đúng không? Thì cũng có thể sử dụng được, rồi đánh giá lớp mỡ dưới da, rồi tìm các dấu hiệu gây mòn nặng. Còn cái thì giúp chúng ta chẩn đoán xác định thì chúng ta phải dựa vào cái cân nặng chiều cao, hoặc cùng lắm là vòng cánh tay đối với những đứa trẻ từ 12 đến 24 tháng đến 59 tháng nhé. Sau khi đóng hay thóp thì thực ra các cái xương của chúng ta vẫn có thể tiếp tục phát triển được. Xương sọ cũng giống như các cái xương khác thì nó cũng sẽ có quá trình cốt hóa dần dần mà. Suy dinh dưỡng thể marasmus là thiếu cả glucid, lipid, protein, nhưng sao lại không có phù? Suy dinh dưỡng thể marasmus là chủ yếu là do thiếu năng lượng, thiếu cân đối cả ba cái chất dinh dưỡng kia. Còn đối với suy dinh dưỡng thể kwashiorkor chủ yếu là thiếu protein, nên là cái tình trạng thiếu protein nó thường nặng nề hơn rất là nhiều so với cái thể marasmus. Thường xét nghiệm ở trong cái suy dưỡng thể phù thể kwashiorkor ấy, các em sẽ thấy là cái protein cũng như là albumin ở trong máu sẽ thường là thấp hơn rất nhiều. Còn trong thể marasmus xét nghiệm thì có thể giảm glucid, có thể giảm protein và albumin, nhưng mà ngưỡng giảm không nhiều lắm. Nên vì sao mà trong cái thể kwashiorkor bệnh nhân thường có phù là vì như thế. Và phù dinh dưỡng thì về cái cơ chế phù nó không chỉ đơn thuần là do cái tình trạng giảm albumin máu đơn thuần gây ra đâu, nó còn nhiều cơ chế khác nữa liên quan đến cả những cái hormone và bài tiết điện giải cơ. Nên vì sao các em thấy là ví dụ như trong hội chứng thận hư cũng cũng là giảm albumin máu, đúng không? Albumin máu ở trong hội chứng thận hư là mất qua nước tiểu, hậu quả cũng là giảm albumin máu. Nhưng mà trong suy dưỡng trong hội chứng thận hư thì mình thấy là phù thì thường là phù mặt là trước, đúng không? Tràn dịch các màng rất trầm trọng. Còn trong cái suy dưỡng phù trong suy dưỡng thì thường mình lại thấy nó vẫn là thuộc phù thường gặp ở vùng thấp trước, ở mu chân trước, đúng không?
vì cơ chế nó phù trong suy dưỡng nó không chỉ đơn giản là do giảm albumin, còn cái thể Wasioko thiếu protein thì thường là rất là trầm trọng hơn nhiều so với cái thiếu protein ở trong cái bệnh cảnh của suy dưỡng thể marasmus. Và vì là thiếu trầm trọng cái protein ở trong thể phù nên trong cái suy dưỡng thể phù ấy nó thường kèm theo nhiều cái rối loạn hơn và tiên lượng nó sẽ thường nặng hơn so với cái thể marasmus. Vì thường cái thể marasmus là chủ yếu là đói ăn, là thiếu năng lượng, thiếu cân đối các chất dinh dưỡng kia, nên khi mà mình cung cấp một cái chế độ ăn đầy đủ cân đối thì thường là đứa trẻ sẽ hồi phục dễ hơn. Mình thấy là thiếu protein protein nhiều thì nó còn ảnh hưởng đến các cái enzyme này, ảnh hưởng đến tạo thành các cái hormone, rất là nhiều vai trò của protein nhá. Nên vì sao ở trong thể phù mình thấy gan to rồi mảng sắt tố da, rất là nhiều các triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường trầm trọng hơn thể marasmus là vì như thế. Nếu không có biểu đồ tăng trưởng thì có thể dùng cái gì để phân loại suy dinh dưỡng được? Các em học bài suy dinh dưỡng rồi, mình thấy là từ Gomez, Waterlow, Wellcome còn người ta có biểu đồ tăng trưởng đâu, đúng không? Người ta sẽ mình có thể ước tính cái cân nặng lý tưởng, cân nặng chuẩn theo cái công thức của mình đã học ở cái bài tăng trưởng thể chất ý. Sau đấy thì mình sơ bộ mình tính cái phần trăm năng lượng, phần trăm cân nặng đạt cũng như là chiều cao, chiều dài được bao nhiêu so với lý tưởng để mình ước lượng cái mức độ di sinh dưỡng của mình. Còn để chính xác thì vẫn là sử dụng biểu đồ tăng trưởng đối với trẻ từ 0 đến 5 tháng, 0 đến dưới 5 tuổi. Còn từ 5 đến 5 tuổi đến 19 tuổi, chúng ta cũng có biểu đồ tăng trưởng dựa vào BMI theo tuổi, dựa vào chiều cao theo tuổi, hoặc là dựa vào percentile hoặc là Z-score ở những cái bảng tra cứu nhá. Mốc tuổi mình dùng trong dinh dưỡng là tuổi thực hay tuổi hiệu chỉnh? Đối với trẻ đẻ non thì mình nên tính tuổi hiệu chỉnh, đặc biệt những đứa trẻ rất là non tháng. Và với những đứa trẻ mà dưới 50 tuần tuổi tuần tuổi ấy, thì bên cạnh cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta còn có cái biểu đồ tăng trưởng của Fenton dành cho những đứa trẻ đẻ non, trong đấy có chiều dài nằm, trong đấy có chu vi vòng đầu, trong đấy có cân nặng để giúp chúng ta đánh giá xem đứa trẻ của chúng ta đẻ non như thế thì nó có phù hợp với cái tuổi của bệnh nhân hay không. Thì các em có thể tham khảo thêm cái đấy, là cái biểu đồ tăng trưởng Fenton cho trẻ đẻ non. Cách tính lớp mỡ dưới da như thế nào? Thì với cái lớp mỡ dưới da, chúng ta sẽ đánh giá một số vị trí như ở bụng, ở mông, ở chi, ở má. Thì thông thường ý, nếu như chúng ta có các cái dụng cụ chuyên dụng như là cái compa Hypen ở nước ngoài ý, thì mình sẽ dùng cái compa, cái thước đấy để chúng ta đo được chính xác cái lớp mỡ dưới da. Và người ta thường là đo cái lớp mỡ dưới da ở đằng sau cái cơ tam đầu cơ, ở sau cánh tay cơ, chứ không giống như chúng ta là chúng ta hay đo ước lượng ở lớp mỡ dưới da ở bụng, đúng không? Còn như chúng ta không có cái dụng cụ đấy ở trong tay, chúng ta phải ước lượng, chúng ta thăm khám bằng tay thì mình sẽ học lại cái cách đo lớp mỡ dưới da ước lượng bằng tay nhá. Và với trẻ em thì thông thường lớp mỡ dưới da ở bụng sẽ từ 5 đến 15 mm, dưới 5 mm thì thường mình coi là giảm. Và tất nhiên các em sẽ phải so sánh với từng độ tuổi nữa, vì như ở bài chúng ta đã học rồi, lớp mỡ dưới da sẽ thay đổi tùy theo giới tính và tùy theo tuổi của bệnh nhân nữa. Còn vị trí đo lớp mỡ dưới da ở bụng thì mình cái này mình chắc là được học rồi chứ đúng không, là ở phía trên gai trước trên, ở phía ngoài cơ thẳng bụng đúng không, tương đương với rốn, đo theo chiều ngang. Nếu như nếp véo da mình đo theo chiều dọc thì cái lớp mỡ dưới da chúng ta đo theo chiều ngang, kéo lên trên khoảng tầm 1 cm được bao nhiêu mình chia đôi ra thì sẽ được bề dày lớp mỡ dưới da. Và khi mình véo như thế, mình dùng bảng ngón trỏ bằng ngón cái nâng lên như thế thì là chúng ta lại đo cái bề dày lớp mỡ dưới da là gấp đôi, double lên rồi.
Trẻ nhỏ 1 đến 3 tuổi, bé trẻ như xích nách, nhắc trẻ lên như kiểu đu xài, dùng gì xấu đến phát triển xương của trẻ hay không? Thì nếu như mà mình với mỗi từng lứa tuổi thì chúng ta phải có cái cách bế khác nhau, có những cái tư thế khác nhau. Ví dụ một đứa trẻ 6 đến 7 tuổi, chúng ta 6 đến 7 tháng tuổi, đứa trẻ mới ngồi được. Nếu chúng ta cho ngồi sớm hơn thì rõ ràng đứa trẻ sẽ có nguy cơ gù vẹo, đúng không? Chúng ta bế xách nách sớm cũng thế, nhắc trẻ lên như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của đứa trẻ chứ nhá.